cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đến với bản tin quốc tế của Báo Thanh Hóa. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi và cập nhật nhất về các sự kiện quốc tế nổi bật. Bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nga và Ukraine đã không thống nhất được về một số vấn đề quan trọng khi hai bên tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình vào mùa xuân năm 2022. Từ các tài liệu của những cuộc đàm phán này, tờ The New York Times chỉ ra một số điểm bất đồng giữa Nga và Ukraine trong quá trình hòa đàm. Thứ nhất, về vị thế trung lập của Ukraine. Đối với Nga, một trong những lý do chính mà Nga quyết định chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 là để chống lại nỗ lực của Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Nga muốn Ukraine không bao giờ tham gia NATO hoặc các liên minh khác, muốn Ukraine không cho nước ngoài đóng căn cứ quân sự và không tiếp nhận vũ khí nước ngoài, không tập trận quân sự với nước khác mà không có sự đồng ý của Nga còn Ukraine mong muốn trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn và chấm dứt các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế không phù hợp với tính trung lập vĩnh viễn. Thứ hai về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, nước này đề xuất một cơ chế an ninh mà sẽ được kích hoạt trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào Ukraine. Nga tuy đồng ý với phần lớn đề xuất đảm bảo an ninh của Ukraine nhưng có một số ngoại lệ, đó là Nga không hoàn ngành ý tưởng của các quốc gia khác thiết lập vùng cấm bay hoặc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra còn có một câu hỏi chưa được giải quyết là những quốc gia nào thực sự sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thứ ba, về lãnh thổ Ukraine. Trong cuộc đàm phán với Nga hồi năm 2022, Ukraine từ chối công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bất kỳ khu vực nào của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, khu vực được Nga sắp nhập vào lãnh thổ vào năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine đã đưa ra một thỏa thuận, trong đó hai nước sẽ đồng ý giải quyết các vấn đề liên quan Crimea trong 10 đến 15 năm đàm phán và cam kết tránh dùng các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề này. Khi bắt đầu cuộc đàm phán năm 2022, Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ toàn bộ khu vực phía đông Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, và công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea. Vào tháng 9 năm 2022, bên cạnh Crimea, ông Putin tuyên bố bốn tỉnh của Ukraine, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, là một phần của Nga, dù Ukraine vẫn kiểm soát phần lớn các khu vực này. Thứ tư, khi nhắc đến lệnh ngừng bắn, một phụ lục của dự thảo thỏa thuận tháng 4 năm 2022 do các nhà đàm phán Nga bổ sung đã nêu rõ viễn cảnh ngừng bắn trong mắt của Moscow. Theo các điều khoản do Nga đề xuất, quân đội Moscow sẽ có sự linh hoạt hơn trong việc rút lui khỏi chiến trường. Tuy nhiên, dự thảo tháng 4 năm 2022 cho thấy Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga nhưng không đưa ra giải pháp đề xuất. Thay vào đó, các quan chức Ukraine cho rằng Nga có thể ngừng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuối cùng, khi nhắc về giới hạn đối với quân đội Ukraine, Nga đang muốn giới hạn về quy mô quân đội Ukraine, bao gồm giới hạn số lượng binh sĩ và các loại vũ khí khác nhau mà Ukraine sở hữu. Trong các cuộc đàm phán năm 2022, Ukraine sẵn sàng chấp nhận giới hạn về quy mô quân đội của mình, nhưng ở mức cao hơn nhiều so với yêu cầu của Nga. Hai năm sau, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga và Ukraine sẽ quay lại bàn đàm phán. Tuần trước, ông Zelensky đã tìm cách thuyết phục các quan chức của khoảng 100 quốc gia và tổ chức, trong đó có phó tổng thống Mỹ Kamala Harris rằng chiến thắng vẫn là điều thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 6 đã chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, nhấn mạnh rằng ông sẽ ra lệnh ngừng bắn và chỉ đàm phán nếu Ukraine rút khỏi bốn khu vực mà Moscow tuyên bố sáp nhập cũng như từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO. Theo báo Guardian, một số cường quốc chủ chốt trong khu vực bao gồm Brazil, Ấn Độ Nam Phi và Ả Rập Xê Út đã không ký vào thông cáo chung được đưa ra vào cuối hội nghị hòa bình do Thụy Sĩ đăng cai cuối tuần trước. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 này đã nhận được sự ủng hộ của hơn 80 quốc gia và tổ chức quốc tế đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Nga không được mời dự hội nghị nói trên, trong khi Trung Quốc từ chối tham gia sự kiện. Khi chia sẻ với truyền thông hôm 17 tháng 5, khoan ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nếu nói về kết quả của hội nghị đó, họ chỉ đạt được con số 0. Nhiều quốc gia hiểu rằng bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào cũng thiếu triển vọng nếu không có sự hiện diện của đất nước chúng tôi, tức Nga. Ông Peskov lưu ý, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng đối thoại và thảo luận nghiêm túc. Trước câu hỏi, liệu việc các nước như Hungary, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia hội nghị và ký tuyên bố chung có làm hỏng mối quan hệ của họ với Nga hay không? Người phát ngôn đáp, không, việc đó sẽ không phá hỏng các mối quan hệ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tính đến quan điểm của các quốc gia này. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích lý do của mình cho họ. Trước thềm hội nghị hòa bình với Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra lập trường của Nga về điều kiện ngừng bắn, trong đó khẳng định điều kiện cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào là Kiev phải rút quân khỏi các khu vực mà Nga tuyên bố sắp nhập, đồng thời cam kết không gia nhập NATO. Bình luận về động thái của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc ông Putin chọn thời điểm trước khi hội nghị bắt đầu để công bố điều kiện ngừng bắn đã đem lại lợi thế cho Ukraine. Tờ Politico dẫn lời ông Zelensky, một số quốc gia đã thay đổi quyết định sau tối hậu thư của ông Putin. Những sai lầm của đối phương cũng là thành công đối với chúng tôi. Dù vậy, giới phân tích cho rằng ảnh hưởng của Nga thực sự đã phủ bóng lên hội nghị. Phần lớn các nước không ký kết thông cáo chung như Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Phi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE đều có mối quan hệ thương mại quan trọng với Nga với tư cách là thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi, RIS. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Bill Blair cho biết nước này không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để điều các huấn luyện viên quân sự trở lại Ukraine CTV News đưa tin trong bối cảnh các đồng minh trong tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO còn do dự về một bước đi như vậy, ông Blair nói rằng đã có những cuộc thảo luận về sứ mệnh của liên minh nhằm tăng cường đào tạo. Tuy nhiên với Ottawa, hoàn cảnh hiện tại chưa phù hợp để triển khai các huấn luyện viên quân sự Canada ở Ukraine. Canada từng giúp huấn luyện hơn 40.000 binh sĩ Ukraine kể từ năm 2015. Song đã rút bớt đội ngũ huấn luyện của họ ra khỏi miền Tây Ukraine ngay trước khi Nga phát động hoạt động quân sự vào quốc gia Đông Âu. Các huấn luyện viên đã chuyển đến Anh và Ba Lan để tiếp tục công việc với quân nhân Ukraine. Nhà Trắng cũng cho biết họ không có kế hoạch cử các huấn luyện viên quân sự của Mỹ tới Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng thành lập liên minh sẵn sàng triển khai chuyên gia huấn luyện quân đội Ukraine trên thực địa tham mưu trưởng quân đội Pháp tướng Thierry Burkhardt đã viết thư cho một số nước NATO mời họ tham gia huấn luyện lực lượng ở Ukraine. Bức thư được cho là gửi tới Mỹ và khoảng 10 quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Ba Lan, Hà Lan, các nước vùng Baltic, Đan Mạch và Thụy Điển. Tuy nhiên, hãng tin Van Amsontag cho hay trong các cuộc đàm phán gần đây tại Bruxelles, Đức nêu rõ quan điểm binh lính nước này sẽ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào trên đất Ukraine. Chính phủ Đức cùng với Italia và Tây Ban Nha bày tỏ lo ngại việc huấn luyện quân đội Kiev tại chỗ có thể khiến xung đột gia tăng và kéo phương Tây vào cuộc chiến với Nga. Mỹ được cho là cũng đã bác bỏ ý tưởng cử giảng viên đến Kiev của nhà lãnh đạo Pháp. Theo Politic, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lo ngại nếu quân đội NATO được triển khai tới Ukraine, ngay cả với tư cách là huấn luyện viên cũng có thể rơi vào tình trạng bị tấn công. Moscow từng cảnh báo bất kỳ khoản viện trợ quân sự bổ sung nào cho Kiev cũng sẽ dẫn tới sự căng thẳng nghiêm trọng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết binh sĩ phương Tây đã hoạt động ở Ukraine từ lâu. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra việc triển khai lực lượng phương Tây tới Ukraine sẽ là một bước nữa hướng tới một cuộc xung đột nghiêm trọng ở châu Âu và xung đột toàn cầu. Ngày 17 tháng 6, Ukraine cho biết nước này không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán về việc tái cơ cấu khoản nợ quốc tế trị giá 20 tỷ đô la Mỹ của nước này. Điều này làm dấy lên mối lo Ukraine có thể rơi vào tình trạng vỡ nợ. Trong gần 2 tuần qua, Ukraine đã tiến hành đàm phán chính thức với các bên nắm giữ trái phiếu của nước này nhằm tìm cách cơ cấu lại khoản nợ nói trên để duy trì khả năng tiếp cận thị trường quốc tế đồng thời đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tuy nhiên, đề xuất của chính phủ Ukraine và đề xuất của các bên nắm giữ trái phiếu có sự khác biệt lớn về những dự kiến đối với việc tái cơ cấu nợ. Trong một thông cáo đưa ra cùng ngày, Bộ Tài chính Ukraine cho biết mặc dù không đạt được thỏa thuận về các điều khoản tái cơ cấu trong thời gian tham vấn, nhưng Ukraine và các bên nắm giữ trái phiếu sẽ tiếp tục thảo luận mang tính xây dựng thông qua các cố vấn. Theo thông cáo, chính phủ Ukraine cũng sẽ tiếp tục thảo luận song phương với các nhà đầu tư quốc tế khác nhằm đạt được tiến bộ hơn nữa và đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc trong thời gian sớm nhất. Hãng thông tấn Interfax Ukraine ngày 30 tháng 1 dẫn số liệu chính thức đưa tin tổng nợ trong và ngoài nước của Ukraine trong năm 2023 ở mức cao kỷ lục 145,32 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Ukraine, năm 2023, nợ công của Ukraine tăng 30,4%, tương đương 33,9 tỷ đô la Mỹ. Nợ nước ngoài của Ukraine tăng 42,3%, lên 101,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi các khoản vay trong nước tăng 13,3%, lên 1.656 tỷ hryvnia, tương đương khoảng 43,6 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, tổng nợ công của Ukraine tăng 13,7% lên 111,45 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2023, Ukraine đã nhận được 42,6 tỷ đô la Mỹ tiền vay và viện trợ. Bộ Tài chính Ukraine ước tính nước này sẽ cần hơn 37 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ bên ngoài trong năm nay. Hiện nay, mặc dù cuộc xung đột ở Ukraine đang kéo dài, tuy nhiên những người cho vay vẫn lạc quan rằng tình hình tài chính của Ukraine đang ổn định. Nước này đã nhận được viện trợ cực kỳ cần thiết từ Mỹ và châu Âu, đồng thời tăng dự trữ ngoại hối lên mức cao kỷ lục trong tháng 4, trong khi Ngân hàng Trung ương Ukraine đang xem xét hủy bỏ các biện pháp kiểm soát vốn trong năm nay. Theo tờ Wall Street Journal, trước đó một số chủ nợ đã đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để trả cho Ukraine một phần nợ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và một số quốc gia G7 cho đến nay vẫn chưa đồng tình với ý tưởng đó, nhưng đã chỉ ra rằng họ có thể hỗ trợ các khoản thanh toán lãi suất nhỏ hơn từ nay đến năm 2027 với mức lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất thị trường. Trong hàng thập kỷ, các chiến lược gia quân sự đều nhất trí rằng pháo là vua của chiến trường. Vũ khí này chỉ bị đe dọa bởi khả năng phản pháo của các hệ thống pháo của đối phương. Nếu một bên có số lượng pháo áp đảo, bố trí một cách hợp lý và có chiến lược tốt, thì bên đó sẽ chiếm ưu thế. Các hệ thống pháo của thế kỷ 20 có hai kiểu chính là pháo kéo và pháo tự hành. Sự xuất hiện của các hệ thống pháo đặt trên xe tải như xe da của Pháp được coi là sự kết hợp của hai loại trên. Cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng kiến các loại đạn tuần kích, vũ khí dẫn đường chính xác và đặc biệt là UAV trở thành phép thử cho sự thay đổi cán cân về khả năng pháo binh. Pháo vẫn và có lẽ luôn là một vũ khí không thể thay thế trên chiến trường. Nhưng hiện nay, tốc độ triển khai, khả năng khai hỏa và di chuyển nhanh sẽ trở thành chìa khóa để sống sót, hay còn được gọi là chiến thuật bắn và chạy. Defense One cho biết, kinh nghiệm của Ukraine, nơi mà những khẩu pháo banh lốp chứng minh hiệu quả, đã tác động đến các kế hoạch của quân đội Mỹ cho việc hiện đại hóa các hệ thống pháo trong tương lai. Trang này cũng dẫn lời tướng James Rennie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ, tại một phiên điều trần của Thượng viện hồi tháng 5 rằng có một số loại lựu pháo bánh lốp rất tốt đã có hiệu quả lớn tại châu Âu khi nhắc đến những điều đang xảy ra ở Ukraine. Quan điểm của ông trái ngược với ưu tiên trước đây của Mỹ đối với pháo tự hành bánh xích. Vào năm 2021, trong một cuộc cạnh tranh nhằm lựa chọn hệ thống pháo di động hỗ trợ cho lữ đoàn Stryker, họ đã từ chối các đề nghị pháo bánh lốp của nước ngoài để chuyển sang sử dụng pháo tự hành M109 Paladin. Ông Rennie cho rằng trên chiến trường tương lai, các hệ thống pháo phải liên tục di chuyển để tránh bị phát hiện và bị phá hủy. Ông cho biết, ngoài ra Mỹ cũng đang xem xét các biện pháp cải thiện và mở rộng tầm hoạt động của súng cối để bổ sung cho nhu cầu đó. Kinh nghiệm của Ukraine cho thấy tính hữu dụng của pháo banh lốp, bao gồm FH-77, BVK, L-52 Archer của Thụy Điển, Seja của Pháp, 2S-22, Bodana của Ukraine, cạnh tranh thuận lợi với pháo bánh xích về hỏa lực tốc độ bắn, độ chính xác và tầm bắn. Ukraine gần đây tuyên bố đã mở rộng sản xuất Bodana lên 10 hệ thống mỗi tháng. Pháo bánh lốp nhìn chung thường rẻ hơn, dễ bảo trì hơn và công nghệ lớp giáp hiện đại mang lại khả năng bảo vệ tương đương với hầu hết các phương tiện bánh xích. Defense News chỉ ra rằng không chỉ Mỹ mà các nước khác bao gồm Anh và Đức đã đưa ra quyết định đầu tư vào pháo bánh lốp, kết quả trực tiếp từ kinh nghiệm của Ukraine. Trang này trích dẫn lời một người phát ngôn của Elbit System của Israel, công ty sản xuất liệu pháo gắn trên xe tải Atmos, rằng đã có sự gia tăng tập trung và pháo tự hành bánh lốp khi cuộc xung đột ở Ukraine nêu bật nhu cầu quan trọng về khả năng di chuyển cải thiện. Các hệ thống như Atmos có thể vào vị trí, bắn nhiều phát và chạy đi chỉ trong vài phút. Các blogger Nga nói rằng các lực lượng của Moscow e ngại xe ra, đặc biệt trong vai trò phản công, nơi tầm bắn, độ chính xác, tính cơ động và sự nhanh nhẹn vượt trội của nó khiến họ không có đủ thời gian để xác định vị trí và nhắm vào vũ khí của Ukraine. Hiện nay, các máy bay không người lái đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với các đội pháo binh của Ukraine. Vì thế, sự kết hợp giữa việc ẩn nấp trước khi triển khai cũng như tính cơ động, linh hoạt và có thể di chuyển nhanh từ điểm khai hỏa chính là chìa khóa để sống sót. Ngay cả Nga cũng đã thay đổi việc dựa vào pháo tự hành bánh xích khi Rostec, tập đoàn vũ khí nhà nước tiết lộ pháo bánh lốp Manva vào năm ngoái. Theo Spencer Jones, giảng viên cao cấp về nghiên cứu chiến tranh tại Đại học Wolverhampton của Anh. Pháo bánh lốp ban đầu được sử dụng ở Ukraine vì đây là vũ khí sẵn có, chứ không phải lựa chọn mang tính chiến thuật hay học thuyết. Đó có thể là diễn biến tình cờ, nhưng trên một chiến trường nơi các cuộc phản pháo được hỗ trợ bởi máy bay không người lái và các vũ khí thông minh khác, chiến thuật pháo binh bắn và chạy của Ukraine có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới của các loại liệu pháo có tính cơ động cao, mà ở đó pháo bánh lốp trở nên cực kỳ phù hợp. Một trận chiến cực kỳ khốc liệt đang diễn ra tại một thị trấn bị tàn phá và ít người biết đến ở tiền tuyến cách Kharkov khoảng 320 km. Tiếp đó, các lực lượng Ukraine dù kiệt sức vẫn đang cố gắng giữ vững phòng tuyến ở thị trấn Chasovya, tỉnh Donetsk, khi viện trợ và đạn dược của Mỹ cũng như các nước phương Tây khác cuối cùng cũng bắt đầu tới tay họ. Trên xe bọc thép chở quân Spartan do Anh sản xuất, các binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới 28 Ukraine trong tình trạng thiếu ngủ khi phải lên xe vào khoảng 2 giờ sáng. Khi xe dừng lại, những người lính mệt mỏi bước ra khỏi chiếc xe chật trội, tay cầm súng đến một bãi đất trống. Không khí phảng phất mùi khói hăng nồng, một nhân viên báo chí của lữ đoàn cho biết đó là vì cha súp đang bốc cháy. Trong những tháng gần đây, lực lượng phòng thủ của thị trấn ngày càng rơi vào tình thế bấp bênh vì thiếu quân và đạn pháo trong khi phải đối mặt với các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của lực lượng Nga. Bất chấp ưu thế về hỏa lực áp đảo, lực lượng Nga vẫn không thể chiếm được thị trấn. Điều này khiến một số nhà quan sát cho rằng cơ hội của Điện Kremlin ở phía đông đang đóng lại khi viện trợ quân sự nước ngoài dành cho Ukraine đang tới tiền tuyến, củng cố hệ thống phòng thủ của Ukraine. Một chỉ huy đơn vị pháo binh của lữ đoàn Liut Furi thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết tình hình đạn dược đã được cải thiện. Một binh sĩ Ukraine cho biết hiện không có tình trạng thiếu đạn dược đáng kể nào ở đây. Trung bình chúng tôi bắn khoảng 1.000 viên đạn mỗi ngày. Kiệt sức nhưng không bị thương, những người lính Ukraine vẫn gồng mình chiến đấu để bảo vệ vị trí phòng thủ của mình. Một số người bị thương, bị bỏng nặng do đạn pháo của Nga và bộ quân phục của họ đã biến thành những mảnh vải vụn rách nát. Theo các chuyên gia, thị trấn Chasopja ở miền đông Ukraine có ý nghĩa chính trị quân sự và hậu cần quan trọng đối với cả quân đội Nga lẫn Ukraine. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky cho biết, việc quân đội Nga kiểm soát được Trasovya, nơi từng được Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi là một pháo đài bất khả xâm phạm, sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào tinh thần quân đội Ukraine. Chuyên gia này đã từng cảnh báo thêm, vấn đề quan trọng giờ đây là Nga có thể sẽ biến xung đột tại khu vực này thành một chuỗi các hành động tấn công và gây áp lực liên tiếp. Sự sụp đổ của một trong những lớp phòng thủ của Ukraine như hệ thống hậu cần sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hàng phòng thủ chung nơi tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov, phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Trường Đại học Kinh tế Nga Plekhanov mô tả khu vực Chasovya là con đường quan trọng trực tiếp và đầu tiên dẫn tới thành phố Konstantinovka sau đó là Kramatorsk và Slavyansk vị chuyên gia nói việc ukraine thất thủ tại chasopya cũng giống như trong trận chiến kursk thời thế chiến thứ hai cuộc xung đột vẫn sẽ tiếp tục nhưng quân đội ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực Donbass đó là lý do tại sao sự sụp đổ của chasopya sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột